À 11 của mẹ đâu mà. 17 chấm mấy đây anh Dũng? 17 gì? Đôi này. Đôi này á, 17 chấm thì anh tính là UK hay là cái gì? Tức là vậy thì à TF thôi. Đắt 16 chấm mấy hay là 17? Anh đéo biết, anh chỉ biết là anh đi xem anh sai chứ. Anh mua sai với cả của TF thôi. Dây D ấy thôi. Chả biết 17 ấy, 18 này. Nó cứ sale là múc rồi. Đợt đấy anh múc bao nhiêu? Có 54 thôi đấy. 54 á? Ờ, đang sale. Anh mua ở bên kia luôn đấy á? Ờ. Còn nó đang 7 mấy, nó bảo 74 hay 79 đéo ấy. Sale thì múc thôi, đát là của Đức hay sao đúng không? Đát là đúng hãng là Đức ấy. Nhưng mà thực ra nhìn nó toàn Indo với cả ấy, mẹ vẫn là Đô, mình gia công. Vẫn là mình gia công. Ờ. Vẫn là Đông Nam Á mình gia công chứ. Giày ngon nhất anh phải mua đắt Đức đấy. Ờ, của đúng của Đức đó, nhưng mà làm đéo cỏ. Mẹ đấy cái phố tôi là phố cái gì rêu giết cái phố kinh doanh nó cũng chỉ thế thôi. Nó toàn của Indo. Đợt này sang đây nhờ anh mua mà thôi tiếc tiền lắm, nhà 3 đô mất rồi. Ờ. Mới đợt này nó vừa sale trước này. Múc 2 đôi tempo với một đôi 17.4. Rẻ rẻ mình múc chứ mẹ. Ủa, mở tay đất. Không vấn đề gì cả, cứ 1-1 đi. Tốt Khánh. Chạy đến năm. Rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, tốt. Mẹ đúng rồi, mẹ Sơn này. Sơn thần thánh quá. Thòng thần thánh, ôi đừng. Thòng đây. À không phải, Long à. Đủ. Bố, yêu luôn. Đéo được rồi, liệng quá. Ôi rồi, cẩn thận. Bỏ quá ấy, Triệu ơi. Gần cột cột, đừng nhảy vào làm cái gì. Đau người ra. Ghê quá, anh nhảy quá, mẹ đập đầu thằng kia nó làm. Ông đang nhảy bay bay trên không nữa. Mẹ đang lơ lửng nó hít một phát thì đập đầu kia thì chết dở. Em của anh ấy. Hả? Anh để trong lưng anh đi các đường ở đoạn căng quá đầu. Ở chỗ vành đai ba này, chỗ từ mai dịch mình đi lên đấy. Nó tắt công. Sao anh cứ tắt máy? Anh có tắt đâu? À, khách anh gọi liên tục đấy. Quấy rối liên tục à? Khách quấy rối liên tục không? Đêm hôm quấy rối. Tối tắt máy à? Mày mà quên thằng này nó chơi game online chắc 24/24 à? Đêm vừa chơi vừa meo. À đây là gì? Vừa chat với khách. Ngủ đến tầm 2 giờ của 2 giờ chiều. Sáng thì ngủ tít đúng không? Không vui quá. Đã chéo ra, đã chéo ra. Hải chi. Đúng rồi, của chi. Ôi giời ơi. Của chi hô lên Hải ơi. Hô lên bảo Nam bỏ. Dọc cánh này. Quay mặt. Tốt. Vừa gảnh. Đéo được rồi. Ép được, thoải mái. Tốt Sơn. Đi con này được. Luôn. Đéo được rồi. Tốt nha. Sơn rồi. Kích lỗi quá.